Vâng, chào mừng các bạn. Chúng ta đã đến với cả cặp đấu thứ hai trên màn hình của ta hiện nay. Thì đây là game thủ rớt màu đỏ Yun từ team IM. Và đây là anh Classic ạ. Hiện nay thì Classic đã vào đến round 16 của GSL rồi. Anh ấy đang ở trong thời kỳ phong độ rất tốt của mình. Gì đây? Thì first này. À, một fan hâm mộ. Nhìn mặt anh fan này quen lắm. Ui dồi, anh ấy có tập san kìa. À, anh này là game thủ á. À, phải nhầm. Không phải game thủ. Fan hâm mộ đâu. Còn lại cái anh nào mà ở trong ảnh lúc nãy mình cũng chả biết. Không, bảng round 2 này lúc đầu thì nó đánh theo kiểu này, theo kiểu bốc thăm. Còn cái kiểu team kia, còn cái kiểu kia là kiểu khác. Đây là kiểu vòng của playoff. Khi nào vào đến vòng playoff thì mới bắt đầu đánh theo kiểu là thua ra đập vào, thắng đánh tiếp, thua thì nghỉ. Một trận PVG ở trên cái map The King Seizure Station. Thì mình đánh giá cái map này là một trong những cái map Sida của SPL. Tại vì là cái đường và mỏ 2 nó lại có đến hai đường. Một đường là mở sẵn để cho con nông dân đi như kia. Vâng, và đường thứ hai là đường có thể đập đá để có thể vào được. Cái map này thì là một trong những cái map mà khá có lợi cho Protoss khi mà sử dụng Blink Stalker. Có thể Blink vào trong mỏ của đối phương, sau lại Blink ra, Blink thẳng vào trong main bay luôn đấy. Nếu như mà các game thủ của ta mà không gắn cho map cẩn thận. Hiện nay thì 4 giấc linh, và chúng ta nhìn thấy đấy ạ, giấc linh đã bắt đầu di chuyển rồi. Đây nếu không anh Classic, anh còn đặt nhà ở phía bên trong cơ. Hiện nay Classic còn không mua in mỏ là của mình lại. Nên giấc linh sắp sửa sang đến nơi rồi. Mình không chịu để ý lúc nãy mà mải chém gió, không chịu để ý rồi. Thế là anh rớt của ông ta, Yun đã, anh ấy làm gì, hình như xích bùn chăng? Có biết phải xích bùn không? Hiện nay anh đang đẩy tất cả giấc linh của anh ấy sang mỏ của đối phương. Thì ra, Classic hiện nay thì mới bắt đầu hoàn thành xong gate và mới bắt đầu bút ra Zilot. Đang bắt đầu cắn pylon rồi, đặt xuống. Classic vừa mới đặt xuống cái Benetic Core. Hiện nay giấc linh đang đối đầu với cả Probe. Vâng, đã rút ra ngoài rồi. Anh ấy, Classic đang micro Probe của mình khá tốt. Hiện nay số lượng probe cũng đã giảm đi khá. Vâng, xong rồi, không được rồi, mất một pylon thôi, Diệu đã ra rồi. Vâng, giấc linh đã bị giam lại rồi. Quá khó rồi. Như vậy là ý đồ của anh rớt của ta đã không thành công rồi. Đấy, hiện nay mỏ 2 của anh ấy hoàn thành xong rồi, trong khi đó đối phương hiện nay vừa mới đặt xuống mỏ 2 mà thôi. Số lượng drone bây giờ mới có 11 mà thôi. Thấp, quá thấp so với cả Protoss. Hiện nay Protoss của chúng ta đang trên cơ rất nhiều, mà còn Zilot bây giờ cứ ung dung mà lùa. Zilot bây giờ cứ ung dung mà lùa con Dương Linh thôi. Hiện nay Dương Linh có mặt ở vị trí mỏ 2. Dương Linh có mặt ở vị trí mỏ 2. Bây giờ thì có Zilot sẽ phải được đưa ra ngoài. Cần phải micro cẩn thận trước cái đàn Dương Linh hung hãn lần này của Yun. Yun hiện nay mới đặt xuống thôi. Vâng, Massive Core đã ra rồi. Massive Core sẽ giúp cho hỗ trợ cho Zilot xử lý mấy con Dương Linh này dễ dàng thôi. Zilot bây giờ đang được micro hit and run, và tiếp tục thêm 4 con dức linh nữa đã được đưa sang. Tuy nhiên Zilot thứ hai cũng đã ra nơi rồi. Vâng, Zilot với cả Massive Core sẽ làm rất tốt cái nhiệm vụ của nó ạ. Rồi, bây giờ thì đã bảo vệ được vị trí mỏ này rồi. Bây giờ thì Zilot thứ hai đang bắt đầu di chuyển vào phía bên trong này. Tiếp tục có thêm mấy con dức linh nữa, nhưng mà nói chung là không đáng kể. Hôm nay thì dức linh đang có mặt ở đây. Dức linh đang ngồi cắn pylon. Tôi nghĩ rằng Classic nên đặt thêm một cái pylon nữa cho mình để mà phòng ngừa trường hợp mà giấc linh của đối phương đập được pylon của mình xong. Anh ấy đang còn khá nhiều tiền, không có gì phải lo cả. Hiện nay thì đàn giấc linh lại bị lùa ra ngoài rồi. Lại bị lùa ra ngoài thôi. Giờ thì giấc linh nhiều cắm đầu cắm cổ mà chạy ra ngoài thôi, chứ bây giờ ở bên trong này thì cũng không thể nào làm ăn gì được nữa rồi. Ô, vâng, không được rồi, Dương Linh sắp được cắn xong cái vị trí này rồi. Mỏ này, tại sao không bật Botox Overcharge lên, tại sao không bật nhỉ? Vâng, Massive Core đang có rất nhiều energy mà, vâng. Nexus vẫn còn, tiếp tục thêm Dương Linh đưa sang, tuy nhiên là, vâng, tiếp tục đưa Dương Linh này được đưa sang, không được, không ăn thua, vài con Dương Linh thôi.
không có vấn đề gì cả. Rồi ôi vâng, đỏ máu đấy, sức đỏ máu kìa. Quả này thì Bun thì chắc là phải gọi GG thôi. Anh ấy quá bi hai rồi. Trong khi hiện nay Poto của chúng ta tiến hành wall in xong mỏ của mình rồi. Massive Core Stalker, Sentry, hai Sentry đang được đưa ra để có thể làm phòng ngự trước cái đàn dâng linh này. Vâng, Poto màu chặt bây giờ mới bắt đầu được bật lên. Xong rồi, mày qua thưa bạn. Qua mày luôn. Giờ thì không có vấn đề gì phải lo nữa khi mà gate anh ấy đã có thêm một cái gate nữa rồi. Hai gate này thì có thể là warp ra một đống di lọt luôn. Đấy, như các bạn thấy hiện nay thì số lượng worker của hai bên thì cũng khá là ngang ngửa nhau rồi. Anh Yun thì cũng đã câu giờ được cho quân đội của mình. Đây, cả hai bên ngang ngửa nhau về số lượng rồi. Một bên 25, một bên 26 thôi. Anh ấy câu giờ thành công. Giờ thì Dược Linh đang định cắn trộm. Vâng, đấy rồi. Bắt đầu ngồi đập đá đi cửa hậu đấy ạ. Mấy con Dược Linh ở bên ngoài để làm nhiệm vụ và thu hút sự chú ý thôi. Để cho đối phương nghĩ rằng mình đang ở phía trước. Tuy nhiên rất tiếc là anh Classic anh ấy cũng rất là đề phòng. Đã có một con Stalker đứng ở phía sau rồi. Thời điểm này khi mà cả hai bên thì bằng mỏ nhau như này có nghĩa là rớt đang bi hai hơn khá nhiều rồi. Nay nhà Stargate đã ra. Stargate ra thì anh ấy có thể lên Orker. Orker là một cái nhiệm vụ rất là đơn giản thôi. Đấy là Harad. Orker thực ra chỉ cần xuất hiện thôi. Chỉ cần xuất hiện trên map thôi. Giết vài con drone thôi. Ngay lập tức là anh rớt của chúng ta sẽ phải đập hai cái spore color ở hai mỏ. Chưa kể trường hợp là ăn mỏ 3 là ngay lập tức là phải đập thêm cả cái spore color ở vị trí mỏ 3 nữa. Đấy, đặt rồi. Và sau khi phát hiện ra Stargate đập ngay spore color. Rớt đã mất khá tiền rồi. Chưa kể là còn phải hết sức tập trung vào việc control map để có thể là phòng ngự trước những con Orker nữa. Một ý đồ khá đơn giản của Protoss nhưng mà gây ra rất nhiều những cái hiệu quả như vậy. Và bây giờ Orker bắt đầu đến nơi rồi thì nhìn thấy Spore rồi. Bây giờ Orker sẽ vòng qua nhìn thấy màu 3. Vâng, màu 3 hiện nay thì đang có Massive Core đứng đây, đang ngồi đập màu 3 của đối phương. Orker lẻn vào phía bên trong rồi. Vâng, có một Spore Color ở bên trong này với cả một Queen. Orker thì vẫn chưa kill nào cả, chưa giết được con nào cả. Rồi thì rút ra ngoài rồi. Thì đã phải rút quân của mình ra ngoài. Rồi thì Protoss thảnh thơi mà ăn mỏ 3 thôi. 3 bây giờ thì quá dễ dàng cho game thủ Protoss của chúng ta. Thì một đối phương bây giờ chỉ có toàn giấc linh. Protoss đã hoàn thành xong upgrade warp gate cho mình rồi. Rồi anh ấy đặt xuống Paracausal giúp cho Protoss của chúng ta có thể nâng cấp blink cho Stalker. Như tôi phân tích lúc đầu thì cái map này khá có lợi cho blink Stalker, tại vì nó có thể blink thẳng âm thầm và áp sát mỏ của đối phương bằng cái đường cửa hậu, sau đó bắt đầu là có thể là blink thẳng vào bên trong mỏ của đối phương được. Bình thường thì sau khi mà nâng cấp Blink thì các game thủ sẽ lên thêm Robotic nữa. Ô, Dược Linh, vâng, mày nha. Tốt được nha. Các cái game thủ của chúng ta sẽ, các game thủ của tốt sẽ lên thêm Robotic Facility. Để có thể là lên thêm nâng cấp lên Colo. Combo Colo Stalker Blink cũng đang rất là được thịnh hành trong những cái trận PvZ như thế này. Đấy, bắt đầu nâng cấp Blink rồi. Thời điểm này thì rớt cũng khá là bi hai cho nên là cũng có thể anh ấy không có định lên tiếp thêm Colo nữa, nhưng mà nói chung là cũng chả có vấn đề gì cả. Dược Linh bây giờ thì anh Bion chỉ có toàn Dược Linh thôi. Này Protoss đã hoàn thành xong nâng cấp cộng 1 tấn công rồi và bắt đầu nâng cấp cộng 2 tấn công. Anh ấy không được rồi, Dược Linh đã run by được vào bên trong rồi. Hiện nay thì mỏ này của Protoss của chúng ta sẽ không kịp rồi, mất mỏ rồi, kịp không. Ô, vâng, vẫn kịp thưa bạn, vâng, vẫn kịp. Quá ảo trận này quá ảo luôn. Vâng, một con bỏ lỗi thưa bạn. Một con Zilord đứng rất đúng vị trí, vâng, Zilord rất tốt nhưng mà Dược Linh rất là tiếc. Hiện nay thì anh Bion đã có thêm Rốt rồi. Anh ấy đang bắt đầu đưa Rốt sang để như là định ngồi đập đá cửa hậu của đối phương này mà. Nhưng mà vâng, Protoss thì đúng thời điểm Protoss đang bắt đầu đưa quân lên như này. Rất nhiều Stalker đang có mặt ở đây.
Rồi bắt đầu rốt đang bắt đầu đập đá đây rồi. Bố tốt của ta có để ý không? Bố tốt cần phải vua kín mỏ này luôn ngay ngay bây giờ đi, nếu không khá là nguy hiểm đây. Bố tốt đang đúng thời điểm này, bố tốt đang bắt đầu đưa quân của mình về rồi. Rớt đang ăn mỏ thứ tư cho mình. Vâng, hiện nay mỏ sắp sửa đập xong rồi. Bố tốt đã đặt xuống cho mình hai ghế ở đây để tiến hành vua in mỏ lại. Vâng, hiện nay rớt có định lao lên không? Tôi nghĩ chắc là không không lao lên đâu. Bình thường thì các game thủ ô vâng, bố tốt lại còn kẹt ở đây nữa. Bình thường thì các game thủ của chúng ta thường là chỉ ngồi đập đập cửa đấy xong, tức là ngồi đập đập đá xong là kệ thôi, chả làm gì nữa đâu, tại vì là họ không thể nào, tức là họ biết là khi mà đập đá thì nó sẽ phát ra tiếng và đối phương sẽ phát hiện ra thôi, nên là họ sẽ chờ cơ hội khác, chờ thời điểm khác họ họ mới bắt đầu lao vào cơ. Rốt hiện nay thì đang bị skin check của cái con hay là cờ, vâng lại kẹt stalker, bây giờ thì lại bị kẹt. Con gì lọt này cứng quá. Đúng, chắc con này chắc là làm ở bộ phận hành chính. Anh là chính. Nên Rốt Stalker đang được đưa ra, định bắt chăng? Định bắt Rốt. Anh Classic vẫn chưa để ý thế. Vâng, bây giờ mới bắt đầu blink ra thưa các bạn. Con gì lọt kia chắc là làm ở bộ phận hành chính rồi. Đúng là cái bọn hành là chính. Stalker bắt đầu blink lên để mà bắt Rốt rồi. Đang có một con Varai ở đây nữa. Rốt hiện nay thì đã có 4 mỏ rồi. Bố tốt thì đang sắp sửa hoàn thành xong cả robotic bay nữa, như vậy anh ấy sẽ tiếp tục lên thêm cái build Blink Stalker Colo. Vâng, bố tốt ông chặt đã được bật lên rồi để mà xử lý cái pha tấn công kia. Bố tốt thì không có ý định đưa quân của mình về. Giờ Linh sắp sửa phá xong được cái này rồi, và Giờ Linh sắp sửa phá xong được cái gate rồi. Vâng, đã phá một gate rồi, tuy nhiên số lượng unit khá là ít cho anh build của ông ta. Vài con rốt như này thì không vấn đề. Ô không được rồi, Muta đã có mặt ở vị trí mỏ thứ ba rồi. Protoss của chúng ta hiện nay để ma ship core ở quá xa. Protoss đang chắc là sẽ phải chết bay thôi, quyết định chết bay thôi. Anh ấy bây giờ sẽ ngồi đập mỏ ba của đối phương, sau đó đưa vào bên trong để đập tiếp mỏ. Hiện nay thì vâng, Muta đang có mặt ở đây. Muta đang target thẳng vào Nexus chăng? Đã phá xong canon rồi. Vâng, phá xong canon rồi. Bây giờ Nexus đập tiếp con Nexus rồi. Vâng, mất Nexus rồi. Nexus đã chịu được trước hai pha tấn công liên tục như vậy mà đến bây giờ pha tấn công thứ ba thì cũng phải ấy thôi, chứ không thì nó bá đạo quá. Giờ thì Protoss đang chia quân ở cả vị trí mỏ 3 và mỏ và main bay của Zerg. Anh ấy sẽ quyết định chết bay tiếp tục rồi. Vâng, vẫn đang ngồi đập ở đây. Zerg đang tử thủ ở vị trí mỏ thứ tư của mình. Anh đặt thêm khá nhiều Spy Counter. Tuy nhiên hiện nay thì Classic chưa phát hiện ra được cái mỏ thứ tư của đối phương. Vâng, Muta rất là hung hãn ở đây. Muta đang cố gắng chơi Stalker. Tuy nhiên hiện nay thì với cái lực lượng là Stalker Blink đông như này thì đối với cả anh Classic thì không có vấn đề gì phải lo cả. Đây tất cả quân đội của anh ấy đang được đưa thẳng vào bên trong bên bay. Vâng, đã đập xong 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 bên bay rồi. Observer có ở đây không? Observer không có ở đây, không thể nào giúp cho Classic phát hiện ra những con drone của đối phương đang trú ẩn ở phía dưới đất được. Bây giờ thì Protoss kéo quân ra vị trí mỏ 3 một lần nữa. Muta đang ở bên trong bên bay. Vâng, Muta đang phá phách. Overlord đang được đưa đi để tránh bị đối phương gây supply cap. Bố tốt của chúng ta có rất nhiều stalker ở vị trí mỏ phía trên này. Bố tốt bây giờ bắt đầu đi tìm mỏ thứ tư của đối phương thôi. Hiện nay mỏ tư ở đây đang có 6 cái chỉ có mỗi 6 cái spy counter thôi, không có vấn đề gì đối với cả blink stalker cả. Blink stalker được sự hỗ trợ của sentry nữa, đã bật khiên lên rồi. Bây giờ thì sao đây? Vâng, stalker liên tục blink thôi, bắt đầu là target vào những cái spy. Đã mất 4 spy rồi. Vài con rước linh định làm gì kia. Muta đã có mặt ở đây rồi. Muta drone đang bắt đầu lao ra. Vâng, Fox Fuel quá đẹp rồi. Rước linh và drone bị kẹt ở khá xa. Muta đang bắt đầu đối đầu rồi. Tuy nhiên là Fox Fuel này thì Stalker blink đi đâu đây? Stalker sẽ blink đi đâu đây? Vâng, thêm Stalker đang được đưa lên cho Classic của chúng ta. Chắc chắn trận này Bung có quá khó rồi. Stalker vâng tiếp tục blink. Muta giờ thì bay vào đâu bây giờ nữa? Vâng, chỉ có chạy bay vào nồi thôi. Bây giờ cứ vào nồi thôi, không phải đi đâu nữa cả. Vâng, không phải làm gì vất vả cả, cứ vào mà. Vâng, GG rồi. Chúc mừng Classic. Anh ấy mang điểm thứ hai về cho đội của mình. Như vậy tỷ số hiện nay đang là 2-0. SK T-Com T1 vẫn tiếp tục dẫn trước với tỷ số là 2-0.